Xin kính chào quý khách hàng và anh chị đang xem video sơn của cửa hàng Sơn Ngọc Sơn, sonoto.net. Xin giới thiệu tới quý khách sản phẩm sơn màu hồng cho nội thất ô tô cực kỳ bắt mắt và độc lạ, đảm bảo chất lượng sơn cao cấp đi tiên phong trên thị trường với giá thành cực kỳ hợp lý. Đối với một chiếc xe ô tô không đơn thuần chỉ là phương tiện đi lại mà đối với nhiều người đó là một người bạn, theo ta rong ruổi khắp các nẻo đường. Với những người mới mua xe ô tô thì đó là cảm giác thích thú, tò mò, trải nghiệm. Màu sơn của xe ô tô vô cùng quan trọng. Một chiếc xe ô tô có đắt tiền đến đâu, nhưng màu sơn xấu cũng làm mất giá trị của xe. Màu hồng sơn trang trí nội thất xe cũng là màu nữ tính cực kỳ nổi bật và sang trọng độc đáo trên thị trường, thể hiện cá tính và tinh tế của chủ xe. Có rất nhiều màu sơn ô tô rất đẹp, tuy nhiên màu hồng thì nó lại phù hợp cho từng dòng xe, kiểu dáng của xe. Ngoài ra còn phụ thuộc vào sở thích của chủ xe với mục đích phù hợp. Trên thị trường hiện nay tràn lan rất nhiều các loại sơn xe và tìm kiếm địa chỉ mua sơn ô tô uy tín khiến người dùng phân vân khi lựa chọn. Để hiểu rõ hơn công dụng và lựa chọn mẫu sơn phù hợp với xe của bạn, hãy đến với nhà cung cấp sơn Ngọc Sơn. Sơn ô tô Ngọc Sơn luôn mang sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng về chất lượng và giá cả. Sản phẩm sơn ô tô Ngọc Sơn giúp khách hàng tiết kiệm 30% vật tư và 50% thời gian thi công. Sự kết hợp tuyệt vời về chất lượng và sự thuận tiện. Các sản phẩm sơn ô tô mang thương hiệu được hầu hết các nhà sản xuất xe hơi danh tiếng công nhận và ứng dụng tại các đại lý, garage và trung tâm bảo hành và dịch vụ như Toyota Mỹ Đình, Toyota Hải Phòng, Mercedes Anzu Mỹ Đình, Mitsubishi An Dân, Nguyễn Văn Cử, Mitsubishi Trung Thượng. Để nhận được báo giá chi tiết và tư vấn kỹ thuật, quý khách hàng vui lòng liên hệ 0949 618 827, địa chỉ 423 Thanh Bình, Mộ Lao, website sonoto.net. Xin chân thành cảm ơn.